và đặc biệt là cái chất lượng của bộ dàn này thì anh có ý kiến gì không? Nói chung là tôi rất là hài lòng. Thật ra thì mình rất là hay hát nhưng mà không bao giờ hát hay hết. Nhưng mà quả thật là hôm nay với cái dàn âm thanh của Trường Thành như thế này thì mình rất là hài lòng. Không những mình các thành viên gia đình đều cảm thấy rất là hài lòng, đặc biệt là sự phục vụ. Trong cái lúc dịch bệnh như thế này mà đội ngũ của Trường Thành từ dưới thành phố Hồ Chí Minh mà lên tận trên này lắp đặt rồi lại phục vụ cho gia đình cho tới tận khi hài lòng thì mới thôi, thì cái này thực sự là mình đánh giá rất là cao. Vâng. Xin chân thành cảm ơn đội ngũ Trường Thành Audio. Cảm ơn anh. Cảm ơn rằng là sẽ có một dàn âm thanh tuyệt vời phục vụ những nhu cầu giải trí của gia đình. Dạ. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu nha. Và ngày hôm nay thì Quang Trường lại có mặt tại thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng để lắp đặt một cái bộ dàn âm thanh vô cùng tuyệt vời cho anh Công nha quý vị. Và trong cái bộ dàn này của chúng ta ngày hôm nay thì có rất nhiều những thiết bị chính hãng và đặc biệt là có một chất lượng âm thanh vô cùng tốt nha quý vị. Sau một thời gian anh Công đã nghiên cứu ở qua website rồi hệ thống YouTube của Trường Thành Audio thì ngày hôm nay anh đã quyết định là tạo ngay cho mình một bộ dàn âm thanh vô cùng tuyệt vời. Và thưa quý vị là trong video này thì cũng vẫn rất giống thường lệ đúng không ạ? Chúng ta sẽ lắp đặt xong rồi cùng nhau test thử chất âm music, tiếng micro. Và ngay bây giờ nha, xin mời quý vị và các bạn cùng với Trường Thành Audio chúng ta bắt đầu tiến hành chuyển toàn bộ hàng hóa vào trong nhà. Sau đó chúng ta sẽ lắp đặt cái hệ thống dàn âm thanh này nha. Quý vị và các bạn là sau một thời gian lắp đặt và setup rất là kỹ và ngay bây giờ thì Quang Trường sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái bộ dàn âm thanh ngày hôm nay chúng ta lắp đặt cho gia đình nhà anh Công ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng bao gồm những thiết bị như nào, Trường Thành Audio phối ghép ra sao quý vị nha. Và đầu tiên thì có lẽ quý vị sẽ nhìn thấy trong cái cấu hình này của chúng ta thì được trang bị ngay một cặp loa chính hãng của thương hiệu JBL thuộc sở hữu của tập đoàn Hackman. Đây là dòng loa có model là KI512 quý vị nha. Với cái dòng KI này thì nó là một cái dòng loa 3 đường tiếng của JBL, bao gồm một loa bass 12 in quý vị này, một loa trung và một loa tép. Với cái kiểu dáng thiết kế đời mới quý vị nha. Có cái logo khi loa bật lên thì nó có cái đèn chiếu sáng rất là đẹp quý vị này. Và với cái dòng loa này thì trong thời gian vừa qua có thể quý vị nhìn thấy rất nhiều video mà Quang Trường đi lắp đặt thực tế được rất nhiều khách hàng lựa chọn và yêu thích sử dụng cái dòng loa này. Với cặp loa này thì chúng ta vừa hát karaoke quý vị nha, chúng ta vừa nghe nhạc thì nó cho ra tái tạo một chất âm rất là hay. Với thương hiệu JBL thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Và trong cái cấu hình bộ dàn này thì chúng ta có rất nhiều những thiết bị hiện đại quý vị, rất nhiều thiết bị hiện đại. Đầu tiên thì chúng ta thì nhìn thấy những tên tuổi rất hot trong thời gian qua. Đầu tiên đó chính là chiếc vang số đến từ thương hiệu Vatasa V8 Pro. Đây là một cái dòng vang số hiện đại nhất hiện nay nha quý vị. Có chip xử lý Winbone DSP của Mỹ quý vị này. Và cái độ giải mã của chiếc vang số này là độ giải mã cao nhất hiện nay là 32 bit. Và nó được trang bị một cái màn hình rất lớn. Quý vị có thể thỏa sức điều chỉnh và thay đổi. Và như trên video này Quang Trường cũng đang đi lắp đặt một cái bộ dàn ở cái biệt thự của một anh khách bên quận 12 cũng sử dụng cái cấu hình chiếc vang số Vatasa V8 Pro quý vị nhé. Với chiếc vang số này thì nó cho chúng ta điều chỉnh được rất nhiều những cái hiệu ứng echo, reverb và tiếng music quý vị này, và giải siêu trầm rất là hay.
cho ra cái độ âm thanh, cái chất lượng âm thanh chi tiết nhất. Và chúng ta được trang bị một chiếc cục đẩy công suất chính hãng đến từ thương hiệu Crown T5, đồng sở hữu bởi tập đoàn Hackman quý vị nhé. Crown của JBL thuộc sở hữu của tập đoàn Hackman, và đây là một cái sản phẩm chính hãng. Với cái dòng cục đẩy công suất Crown T5 thì trong thời gian qua quý vị cũng có thể nhìn thấy rằng là Quang Trường đi lắp đặt thực tế rồi, có rất nhiều khách hàng đặt hàng cái sản phẩm này tại Trường Thành Audio. Đây là một cái sản phẩm chính hãng quý vị nha. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều những sản phẩm không chính hãng, thì quý vị mua những sản phẩm đó thì quý vị cần phải cảnh giác. Và trên cùng đó là một bộ micro không dây đến từ thương hiệu Vatasa quý vị nha, T900. Đây là một cái bộ micro cao cấp, và nó có một cái thiết kế vô cùng độc đáo, khác quý vị này, khác lạ so với những dòng micro khác. Nhìn hầm hố này, và có một cái sự sang trọng đẳng cấp riêng, phong cách riêng quý vị nhé. Và cái tay micro thì nó được thiết kế bằng nhôm cao cấp và có cái màu vàng quý vị nhé, màu vàng rất sang trọng, màu vàng kiểu vàng đồng quý vị này. Với những cái sản phẩm nhìn tay mic đẹp thôi là chúng ta đã muốn cầm lên để trải nghiệm rồi đúng không ạ? Tay của micro vừa đẹp thì cảm giác chúng ta hát rất là tự tin, mặc dù chúng ta chưa biết được cái chất lượng như nào đúng không ạ, nhưng rõ ràng khi quý vị alo lên với một chiếc bộ đầu thu, bộ micro không dây cao cấp này kết hợp với chiếc vang số xịn quý vị này, chiếc cục đẩy công suất xịn, thì chắc chắn rằng với cặp loa xịn nữa thì bộ dàn âm thanh này của chúng ta rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên là mỗi một gia đình quý vị nha, cái không gian nó quyết định rất nhiều đến cái chất âm. Nếu mà chúng ta lắp trong một cái phòng tiêu chuẩn có tán âm này, tiêu âm và cách âm tốt, thì chắc chắn rằng cái âm thanh chúng ta sẽ khai thác được tối đa cái chất âm của bộ dàn này một cách tuyệt đối nha. Và trong cái bộ dàn này của chúng ta thì không thể thiếu được, với những cái bộ dàn âm thanh tiêu chuẩn thì có thể quý vị không cần lắp sắp cũng được, nhưng một bộ dàn âm thanh VIP Pro thì chúng ta nên đầu tư thêm một chiếc loa sắp. Và đây là một chiếc loa sắp cũng vô cùng hot tại Trường Thành Audio trong thời gian qua, Super Paramax 2000 quý vị nha. Đây là một cái dòng loa sắp điện Bass 30 có công suất là 500W, rất hot trong thời gian qua tại Trường Thành Audio. Trong một hệ thống này thì khi quý vị ghép này một cặp loa nằm Bass 30 với một chiếc cục đẩy công suất, một chiếc vang số, một bộ micro không dây và thêm một chiếc loa sắp điện, thì nó sẽ bổ sung cho quý vị một cái giải siêu trầm rất sâu, rất dày. Nó sẽ giảm tải được cho cái giải sắp ở trên loa full của chúng ta đi, thì cái cặp loa này của chúng ta nó sẽ bền hơn rất là nhiều nha quý vị. Và trong cái hệ thống dàn âm thanh này thì có lẽ rằng là nhu cầu thì mỗi người sẽ có mức kinh phí khác nhau quý vị nhé. Đặc biệt là với cái tầm tiền này thì có lẽ là một bộ dàn âm thanh có thể nói rằng là hay nhất trong phân khúc hiện nay. Và với chiếc vang số này thì quý vị hát thỏa sức, có rất nhiều chế độ để quý vị lựa chọn, echo nhiều này, reverb và chế độ chuyên nghiệp kết hợp rất nhiều. Trường Thành Audio, đặc biệt là Quang Trường, đã căn chỉnh tối đa hết những cái hệ thống này rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Quang Trường chúng ta trải nghiệm một cái đoạn nhạc music quý vị nhá, để xem rằng cái hệ thống, cái bộ dàn âm thanh ngày hôm nay của chúng ta thì có chất lượng như nào. Thưa quý vị, đặc biệt là khi chúng ta nghe qua điện thoại hay tai phone thì nó chỉ là cái mức độ tham khảo quý vị nhá. Bởi vì trong hệ thống này thì Trường Thành Audio đều thu âm, ghi hình bằng cái thiết bị chuyên nghiệp, cho nên là để mà chúng ta trải nghiệm được thực tế hơn thì xin mời quý vị hãy qua show zoom của Trường Thành Audio, thì chúng ta cảm nhận được khi chúng ta nghe cái chất âm của một bộ dàn thực tế thì quý vị sẽ cảm nhận được hết những cái độ tinh tế này, những cái giải âm chi tiết nhất của cặp loa của một hệ thống kết hợp giữa rất nhiều những cái sản phẩm cao cấp này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
1 2 5 6. Alo. 1 2 6 7. Alo. Tiếng rất nhẹ quý vị nhá. Nếu mà qua trường bình thường thì giọng qua trường khỏe, thế nên qua trường đẻ xa này cũng đã bắt được rồi. Với những giọng ai yếu thì khi hát chúng ta có rất nhiều cách để hát, và đặc biệt là với khi chúng ta căn chỉnh xong cái độ bắt, cái độ nhạy của chiếc micro Vatasa T900 này, độ nhạy rất là tốt quý vị nhá, cực kỳ hợp lý giữa âm bát này, âm trung và âm tép. Alo. 1 2 6 7. Please. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ, với mây trời xa dịu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly, để cho tình mới đẹp như lúc đầu. Thưa quý vị, là với những không gian gia đình thì nó có rất nhiều những không gian, đặc biệt là như cái không gian thực tế nhà anh Công này quý vị. Quang Trường cảm thấy rằng là cái độ dội âm, cái độ phản xạ âm nó rất là lớn nha. Bởi vì xung quanh nhà là sử dụng rất nhiều gạch, quý vị này, gạch hoa tráng men, cho nên cái độ tương phản của âm thanh cực kỳ cao. Nhưng mà với cái cấu hình này chúng ta được trang bị một chiếc vang số tốt thì Quang Trường sẽ căn chỉnh và nói chung chúng ta sẽ giảm được tối đa cái độ dội âm ở trong không gian này. Và dĩ nhiên rồi, nếu quý vị nào mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên đầu tư một cái căn phòng hát riêng có đầy đủ tiêu âm này, tán âm và hệ thống cách âm, thì chắc chắn rằng ví dụ như ở những cái không gian không có cách âm và tiêu âm này thì chúng ta sẽ khai thác được tối đa cái chất lượng của cả một cái hệ thống dàn âm thanh này nhá. Thưa quý vị, Quang Trường xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Công, gia chủ ngày hôm nay đã đặt cái bộ dàn âm thanh này bên trường thành Audio. Vâng, quý vị, là bây giờ thì Quang Trường sẽ hỏi anh Công và xem sau khi trường thành Audio lắp đặt xong và căn chỉnh xong thì anh Công có những cái cảm nhận như nào đó về cái cách làm việc của trường thành Audio này, và đặc biệt là cái chất lượng của bộ dàn này, thì anh có ý kiến gì không? Nói chung là tôi rất là hài lòng. Vâng. Thật ra thì mình rất là hay hát nhưng mà không bao giờ hát hay hết. Nhưng mà quả thật là hôm nay với cái dàn âm thanh của trường thành như thế này thì mình rất là hài lòng. Không những mình, các thành viên gia đình đều cảm thấy rất là hài lòng. Đặc biệt là sự phục vụ trong cái lúc dịch bệnh như thế này mà đội ngũ của trường thành từ dưới thành phố Hồ Chí Minh mà lên tận trên này lắp đặt, rồi lại phục vụ cho gia đình cho tới tận khi hài lòng thì mới thôi, thì cái này thực sự là mình đánh giá rất là cao. Vâng. Xin chân thành cảm ơn đội ngũ trường thành Audio. Cảm ơn anh. Cảm ơn rằng là sẽ có một dàn âm thanh tuyệt vời phục vụ giải trí của gia đình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, là hôm nay thì Quang Trường cũng căn chỉnh rất là nhiều, thay đổi rất nhiều cấu hình để làm sao cho phù hợp. Đặc biệt là ngày hôm nay, thưa quý vị, là cái căn phòng trong không gian của gia đình nhà anh Công này này, em thấy cái độ dội âm rất là lớn. Đúng rồi. Bởi vì em để ý là tất cả những tường xung quanh này anh sử dụng toàn là cái gạch gạch men này. Mình ôm gạch men nó láng, cho nên là cái sự dội âm nó rất là lớn. Nó dội âm hơn các cái phòng thông thường. Đúng như vậy. Thưa quý vị, cho nên là Quang Trường hôm nay phải dành ra thực sự là 2 tiếng đồng hồ để căn chỉnh làm sao do rất nhiều chế độ thay đổi để nó phù hợp và nó giảm thiểu được tối đa cái độ dội âm đi. Ví dụ sau này anh có thể, anh Công nhá, trang trí thêm, có thể những cái xung quanh này này, mình thêm những bức tranh vải ấy. Đúng rồi, hoặc lụa. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, hoặc là cái giấy dán tường trang trí. Đúng rồi. Bây giờ nó có cái giấy dán tường kiểu như dạng là tán âm ấy. Đúng rồi. Thì cái hiệu âm thanh mình nó sẽ hay hơn. Nó sẽ tuyệt vời hơn. Vâng. Mình biết là như thế, tại vì căn nhà nó cũng mới xây, hơi hiện đại. Đẹp. Đó, với vả lại rằng là mình cũng muốn đóng cửa kiến lại để đỡ làm ồn với hàng xóm, cho nên là cũng là một cái thử thách cho cái đội ngũ căn chỉnh audio của trường thành nữa. Nhưng phải nói rằng là mình rất là hài lòng với những gì các bạn đã làm. Thay mặt trường thành audio thì em cảm ơn anh Công, cảm ơn gia đình rất nhiều nhé. Rồi, tạo điều kiện cho chúng em làm sao để hoàn thành tốt nhất nhiệm tuyệt vụ. Tuyệt vời. Và trong quá trình sử dụng ấy, thì ví dụ như loa này là chúng em bảo hành 5 năm cho mình này. Rồi. Cục đẩy công suất là 3 năm anh nhé. Ok, đúng rồi. Vang số là 2 năm này, bộ micro là 2 năm. Ok. Và trong quá trình sử dụng 2 tháng đầu, nếu mà sản phẩm không may lỗi, xác suất rất nhỏ ra nhà sản xuất, thì bên em sẽ đổi cho anh một cái sản phẩm mới. Rất là tuyệt vời. Nguyên kiện. Và chi phí anh gửi hàng về công ty chúng em chi trả hết toàn bộ cho khách. Ok. Rồi, cảm ơn, chúc tuyệt vời. Dạ, rồi. Dạ. Thôi chúc một đội ngũ kỹ thuật của trường thành một ngày tốt đẹp. Vâng, vâng. Rồi, chúc anh gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an anh nha. Tuyệt vời. Vâng, vâng, luôn thành công như cuộc sống. Rồi, thì tiếp nối cái hồi lãnh là quả thật rằng là mình rất là hài lòng về cái đội ngũ kỹ thuật
của Trường Thành Audio. Dạ, dạ. Thế xong một cái buổi này thì phải nói rằng đây là xuất phát từ cái tâm của gia chủ. Dạ, dạ. Mình xin lì xì. Vâng, cảm ơn người dẫn chương trình. Đấy, cho cameraman. Đó, và cho kỹ thuật tiếp theo. Và thưa quý vị, mong mọi người có một ngày ngày hôm nay có lẽ là một ngày con chưa cảm thấy rất vui hạnh phúc khi đi làm ấy, lại còn được anh gia chủ hôm nay anh Công lì xì thêm cho toàn bộ anh em ekip của Trường Thành Nhân hôm nay. Thưa quý vị, tuy rằng nó là những cái món quà rất nhỏ nhưng nó thể hiện là cái tình cảm và cái sự rất là trân trọng hài lòng đối với gia đình. Chắc là như vậy. Rồi. Cảm ơn anh. Okay, rồi, không biết nói gì hơn này. Ok, không có gì. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi. Cảm ơn em. Ok. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Quang Trường và với Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua, và đặc biệt là cái hành trình ngày hôm nay rất tuyệt vời quý vị nhé, từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng, rất là tuyệt vời. Đặc biệt là có rất nhiều cái cảm xúc ngày hôm nay mà Quang Trường được vinh dự đặt chân lên đất thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng để lắp đặt được cho gia đình nhà anh Công một cái bộ dàn âm thanh rất là tuyệt vời này. Xin chào. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong một video gần nhất. Và quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh, share kênh, ủng hộ Trường Thành Audio nha. Xin chào, hẹn gặp lại.